Các bạn ơi, bây giờ mình chiên cái cục thịt hem này để mình ăn ha. Các bạn ơi, mình cắt khoanh ra mình chiên nha. Chiên mình ăn chung với dưa leo muối với ớt. Gì ngon ha. Rồi, 4 lát đủ rồi ha. Thịt hem này ăn cũng khá là ngon các bạn. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ ăn trưa với thịt hem, ớt nè, rồi cà chua, hành tây, một ít cơm nữa, cơm đây. Cơm với rong biển nha các bạn, cuốn cơm không với rong biển ăn với này cho nó đỡ ớn ha, nó ngon hơn chút xíu. Xin mời các bạn cùng ăn trưa với mình nha. À, rất là ngon ha, hôm nay muốn bệnh rồi các bạn ơi. Giờ mình đổ ít nước sốt này ra chấm ăn. Tí tương cà nữa. Rong biển với cơm với cái này thì có ngon không các bạn? Với cà chua ngon hơn á. Với cà chua đúng không? Nó hợp hơn. Rong biển sấy khô cuốn với cơm chấm với tương cà chua ăn ngon nha các bạn. Ăn một miếng hem nè. Cái hem này mình mua nguyên một cuộn bự hồi nãy mình có chiên cho các bạn xem đó, ở chợ Cash and Carry á. Mình rắc phô mai lên trên, chiên nóng xong rồi mình lấy phô mai mình rắc lên trên, cái phô mai nó chảy ra các bạn, ăn cũng ngon lắm. Ăn hành tây này các bạn, hành tây tím á, nó không có cay lắm, nó ngọt, cay the the thôi. Ngon. Cà chua lúc mùa hè mình quá chừng là cà chua. Bây giờ mùa đông thì đi mua ăn thôi các bạn. Đây có trái cà chua đen nè. Đen nhỏ tí hon ha. Mấy bữa này lạnh lắm các bạn ơi. Mấy anh thỏ
ở ngoài trời bây giờ mình phải đi mua rơm, mình ủ cho thỏ. Chắc mùa đông sắp tới rồi, đợt tiết rơi tới chắc mình đưa thỏ mẹ vô trong gara ở các bạn. Ông xã mình đang làm cái chỗ cho thỏ ở, có mở hít nữa, mở sưởi ấm đó các bạn. Mấy ngày hôm nay thì các bạn gửi thư rất là nhiều, nói là mình sao mà không có đưa những chú thỏ con lên để cho các bạn xem. Thì chắc khoảng 2 ngày nữa mình sẽ có một video quay về mấy chú thỏ nha. Rồi mình nói về vì sao mình không đưa những chú thỏ con lên nữa. Thì các bạn đón xem nha. Thì vườn dâu cũng vậy, vườn dâu bây giờ hết trái rồi nha các bạn. Các bạn yêu cầu rất là đông. Gửi vào Facebook, email, rồi những comment cứ nói là tại sao không hái dâu, giận rồi không có coi nữa. Nhưng mà không có, nếu có là mình ra mình hái rồi rất là lạnh, mình ra mình chịu không nổi luôn, mình chạy lấy đâu mà dâu nó ra trái được các bạn ơi. Đó, trời bây giờ buổi sáng có khi âm đông đá luôn các bạn. Giờ mình ăn trái ớt nha. Trái ớt này ăn một lần là nhớ hồi luôn các bạn. Mua ớt này về ăn nha các bạn, tốt cho sức khỏe mà ăn lại ngon nữa. Chấm với nước sốt ren này nè. Đó, ren ha, rất là ngon. Để mình đưa gần lại cho các bạn thấy nè. Nhiều bạn thích mua nước sốt này mà không biết hỏi ở Việt Nam có bán không. Thì mình nói là ở Việt Nam các chợ nước ngoài các bạn, chợ của Nhật hay chợ của người Hàn á đều bán cái nước sốt này đó. Bây giờ ăn thử ha. Từ khi bắt đầu mà mình biết ăn những loại ớt này là coi như giờ ghiền luôn rồi các bạn. Bữa hôm mình ăn trái nào mình lấy hạt mình gieo trái đó, bây giờ lên chậu nào cũng có ớt hết các bạn. Không biết sang năm mình trồng có được ra trái bự giống vậy không ha. Cái trái mà mình cầm không hết cái tay luôn ha, quá ngon luôn á, giòn ngon lắm. Các bạn mua ớt này ở chợ Đại Hàn á, chợ của người Hàn Quốc á, có bán nhiều lắm, chợ Mỹ cũng có bán nữa. Ăn miếng hèm ha. Ngon quá các bạn. Miếng hèm này là người Mỹ người ta hay ăn. Mình cắt một miếng như thế này, ta rải phô mai lên, ta kẹp bánh mì ăn rất là ngon. Loại hèm này người ta làm cũng ngon nữa. Tùy loại các bạn, nhiều loại mình mua mình ăn không có thấy ngon lắm. Mình mua cái loại nào mình thấy ngon thì mình cứ giữ cái hiệu đó mình mua hoài ha. Cà chua vàng. Ớt gì mà ăn giòn rụm luôn các bạn. Mấy bữa này mình bệnh bệnh đó các bạn, mình bị cảm á, mình mua nguyên một mớ ớt luôn, ớt xanh, ớt đỏ, ớt vàng, đủ loại ớt hết. Ngày mình ăn buổi sáng ăn trái, chiều trái, người mình nó có sức đề kháng các bạn, mau khỏe lắm.
Quá ngon. Mía hành. Mỗi lần mình đi ăn hamburger là mình lựa những cái bánh hamburger nào mà có cái hành tím này nè, mình mới mua ăn nó ngon. Mình xem cái hình nào mà người ta bỏ có hành. Hành sống ăn cay cay, hành tím sống nè các bạn, ăn cay nồng luôn cái củ của nó kìa. Mình cắt ra mình lấy khoanh khoanh ăn rất là ngon, giòn mà lo lo nó nồng lên cái mũi ấy, ăn cũng vui lắm. Rồi tiếp tục cuốn tí rong biển với cơm ha. Rồi bỏ miếng hành vô đây thử xem sao. Bỏ miếng phô mai vô nữa. Đây, phô mai sợi. Ăn thử nó có ngon không ha. Phô mai rồi miếng hành vô cuộn này. Xem có ngon không. Cũng ngon lắm các bạn, phô mai nó béo, hành nó cay nồng, cơm rồi rong biển nó cũng mặn mặn rồi, ngon. Cái lát hèm quá bự luôn các bạn, ăn một lát là no rồi, ăn hai lát thử có hết không ha. Cà chua nó ngọt. Cà chua màu cam này là ngọt nhất nha các bạn. Xong rồi mới đến cà chua vàng. Sau đó rồi mới đến cà chua đỏ. Màu cam mình không hiểu sao mà nó ngọt. Nè. Tròn thun quá. Được trái màu cam ăn rồi. Các bạn ơi, đây là rong biển nè các bạn. Mình mua cái hiệu này ha. Đó. Thì cái hiệu này cuốn với cơm không ăn rất là ngon. Rồi mình kèm thêm trứng hay thịt cá, rau quả gì đó mình cuộn với mình ăn các bạn. Đó. Loại này ăn rất là tốt. Loại tự nhiên ha, organic. Ngon. Mấy đứa nhỏ thích lắm, đi chợ lúc nào cũng lấy một vỉ của nó chắc cũng mười mấy hộp này. Wow. Thịt hèm á, ăn mau no lắm các bạn. Mới ăn có hơn lát là đã thấy no rồi. Cà chua. Nãy mình có lấy hành tím á, mình xào xào lên thử có ngon không. Nè, lấy tay bóc đi các bạn, xào nó cái vị nó đỡ hăng hơn. Xào nó thơm hơn các bạn. Trái ớt nè, bự quá tay luôn ha. Đó, cái bàn tay mình úp vô nè vừa y cái bàn tay luôn, thấy chưa các bạn. Biết mình trồng có được trái bự như vậy không ha. Nhìn cái trái bự quá.
có bực bội, nóng giận gì á, mua ớt gì ăn các bạn. Ăn xong là khỏe liền. Người mình nó cung cấp đầy đủ vitamin, người mình nó rất là khỏe. Rồi mình mua thêm cà rốt hay cà chua gì đó, mình để mình ăn ở trong ngày. Ăn cho no thôi các bạn, chứ không có thấy ớn, nó không có cái gì để gọi là ớn hết, rất là ngon. Nó chỉ bị no thôi, muốn ăn hoài luôn á. Nhìn ăn ớt như vậy giống cắn ổ bánh mì quá các bạn. Còn miếng cơm này ăn cho hết luôn. Rất là ngon các bạn ơi. Mình để lên để thấy cho đẹp đẹp thôi, chứ chút xíu nữa mình sẽ cắt hột lựu nhỏ nhỏ mình chiên cơm các bạn. Ớt này cắt hột lựu chiên cơm cũng ngon nè. Rồi cà chua này băm băm ra làm màu để chiên cơm, rất là ngon. Mùa đông này mình sẽ nấu ăn tiếp tục. Mình mới ra cái bún măng vịt đó, được rất là nhiều bà con nấu khen ngon các bạn, thích lắm. Các bạn ơi, hôm nay ăn cơm quá là ngon luôn. Cái món không có phải là của người Việt Nam mình, nhưng mà ăn chung với rau quả như thế này rất là ngon nha các bạn. Các bạn ăn thử nha. Rồi mình sẽ hẹn các bạn những video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích, thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.